Hội đồng bình chọn Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2023 vừa công bố kết quả bình chọn thành phố Đà Nẵng đoạt Giải thưởng Thành phố Thông minh 2023. Đà Nẵng là địa phương lần thứ tư liên tiếp vinh dự được trao giải thưởng danh giá này. Theo các tiêu chí bình chọn, thành phố Đà Nẵng được lựa chọn trao giải thưởng thành phố thông minh 2023 trên các lĩnh vực thành phố điều hành, quản lý hạ tầng, dịch vụ công thông minh, thành phố quản lý môi trường thông minh, xanh, sạch, Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đặc biệt căn cứ các kết quả đạt được, Hội đồng chung tuyển thống nhất trao giải thưởng Thành phố thông minh 2023 cho thành phố Đà Nẵng. Đây là giải thưởng danh giá và duy nhất dành cho nhóm các thành phố đô thị của giải thưởng năm nay. Lễ công bố và trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 11 năm 2023 tại thành phố Hà Nội.